Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. 3 dấu hiệu tài lộc bất ngờ sẽ đến với bạn. Tài lộc bất ngờ ai chẳng muốn có, nhưng bạn đã biết hết các dấu hiệu khi mà vận trình vượng phát tài lộc sắp đến với mình hay chưa? Hãy cùng hiểu biết thêm để được những dấu hiệu đó là gì và đừng để vận may bị xua tan đi nhé. Trước khi đón tài lộc bất ngờ từ trên trời rơi xuống hay vận may sắp đến, chắc chắn bạn sẽ thấy mình gặp một vài hiện tượng kỳ lạ. Có thể bạn không biết hoặc không chú ý đến, nhưng đó chính là những dấu hiệu cho thấy tài lộc sắp đến nhà. Vậy đó là những dấu hiệu gì? Hôm nay Lịch Ngày Tốt sẽ bật mí cho bạn 3 dấu hiệu cho thấy bạn sắp có tin vui về tài lộc bất ngờ nhé. 1. Có chó lạ, chó hoang chạy vào nhà. Dân gian quan niệm rằng mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Nếu bỗng dưng có chú chó kỳ lạ không biết từ đâu chạy tới vào nhà bạn thì xin chúc mừng, bạn sắp đón thần tài đến nhà rồi đấy. Chó chạy vào nhà là dấu hiệu cho thấy vận trình sắp tới của chủ nhà vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, không lâu nữa sẽ bất ngờ có khoản thu lớn hoặc con đường sự nghiệp hành thông rộng mở. Chó là biểu tượng của vượng tài, đặc biệt nếu chó chạy lạc vào nhà bạn mà nhất định không chịu rời đi thì càng thể hiện điềm báo may mắn về tài lộc. Song bạn hãy nhớ kỹ điều này, khi chú chó lạc vào nhà mình, đừng bao giờ đuổi chúng đi hay dã man hơn là bắt để giết thịt, đó chính là điềm đại hung. Khi ấy, bạn tốt nhất đừng nên làm tổn thương đến chú chó mà hãy đối xử với nó thật tốt như đang đón thần tài đến nhà mình nhé. 2. Chim bay vào nhà làm tổ. Đất lành chim đậu, nhà có chim làm tổ là dấu hiệu tốt lành, nếu là chim én thì càng đại cát đại lợi. Nhà có phúc lành thì mới giữ chân được những chú chim, khiến cho chúng muốn ở lại đó sinh sống lâu dài. Chim mà vào nhà bạn làm tổ chứng tỏ vận khí của bạn đang cực kỳ vượng, sắp tới chắc chắn sẽ có một khoản thu cực kỳ lớn. Nếu những chú chim không chỉ đơn giản vào nhà bạn làm tổ mà còn sinh ra một bầy chim non thì chắc chắn chủ nhà sẽ đón những điều vô cùng tốt lành trong thời gian sắp tới. Đó có thể là vận trình tài lộc bất ngờ, may mắn cực kỳ về tiền bạc trong làm ăn, kinh doanh, cũng có thể báo hiệu chủ nhà sắp đón tin vui, có thêm quý tử, nhà có thêm người. 3. Bỗng duyên rất có duyên với trẻ nhỏ. Bạn vốn không phải là người yêu thích các em bé, cũng không mấy có duyên với trẻ nhỏ, nhưng bỗng nhiên một hôm bạn phát hiện ra sau này các bé cứ tự dưng cực kỳ rất thích quấn lấy chơi đùa với mình, cứ nói vui vẻ hay là bạn đang đi đường và nhìn ra xung quanh thì thấy rất nhiều trẻ em. Dường như bạn đi đến đâu cũng gặp các thiên thần nhỏ bé vậy. Nếu quả thực có hiện tượng đó xảy ra thì quả là điều tốt lành, bởi nó là điềm báo cho vận trình sắp tới của bạn đang tăng tiến vượt bậc, tài lộc ùn ùn kéo tới không thể ngăn cản nổi. Trẻ em là những thiên thần có tâm hồn vô tư và thuần khiết. Chúng như những trang giấy trắng, chưa hề biết đến thiện ác tốt xấu trên cuộc đời, chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Nếu các bé thích chơi đùa với bạn, thích đến bên bạn thì chắc chắn bạn đang có vận may vô cùng lớn, vận trình vượng phát tới không ngờ. Ngoài ra, việc chơi đùa với các bé cũng có thể giúp cho bạn thoải mái hơn về tinh thần, lấy lại sức lực cho mình sau những giờ phút căng thẳng, cạnh tranh ngoài xã hội. Hãy trân trọng từng cơ hội được ở bên các bé, yêu thương các bé nhiều hơn. Nó không chỉ tốt cho tâm trạng của bạn mà còn thúc đẩy vận trình của bạn càng thêm thịnh vượng hơn nữa đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Vui lòng ký kênh để không bỏ lỡ và tiếp tục theo dõi những video mới nhất và hữu ích nhất của Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.